TOD là mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, tạo điều kiện cho việc gia tăng mật độ dân cư, đặc biệt phù hợp với những thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hợp tác với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, gọi tắt là JICA, nhằm phát triển đô thị theo mô hình TOD. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Ngoại vụ và các sở ngành thảo luận với JICA, thúc đẩy hợp tác trong việc xây dựng các quy trình liên quan đến TOD. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị JICA hợp tác thí điểm triển khai một dự án TOD cụ thể trên địa bàn. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh và JICA thống nhất dự án cụ thể, Sở Ngoại vụ chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập nhóm công tác chung giữa hai bên để triển khai dự án. Phía JICA cho biết TOD là lĩnh vực đang được chính phủ Nhật Bản quan tâm đẩy mạnh tại Việt Nam. Do đó, việc thành lập nhóm công tác chung là hết sức cần thiết để hai bên cùng thảo luận cách thức tăng cường hợp tác hiệu quả và thực chất trong các dự án TOD dọc tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Bên cạnh vốn đầu tư công, nhóm công tác chung cũng sẽ thảo luận thêm về cách thức huy động vốn đầu tư tư nhân cho các dự án TOD. Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành phố triển khai TOD dọc theo các dự án giao thông. Với cách thức này, thành phố Hồ Chí Minh bồi thường, thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch và tổ chức đấu giá hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để phát triển đô thị. Qua rà soát quỹ đất dọc tuyến metro số 1 và metro số 2 Bến Thành Tham Lương, các tuyến đường vành đai và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành phố Hồ Chí Minh xác định có khoảng 10.000 hectare có thể khai thác theo mô hình TOD.